Vịt nấu chao thì chúng ta sẽ có là khoai môn cắt miếng. Đây là khoai môn cắt miếng. Và mình phải chiên sơ lên đó mấy bạn. Là mình đã chiên sơ như thế này để đỡ mất thời gian quay của các bạn nha. Rồi bây giờ để chiên sơ lên rồi, sau khi chúng ta chiên sơ, miếng khoai nó đã hơi vàng nhẹ. Còn đây là miếng khoai chưa chiên ha, để mấy bạn phân biệt ha. Và ở đây chúng ta sẽ có là ở chỗ vịt này là chúng ta có khoảng là 800 gram vịt. Và mình đã cắt những miếng vuông vức như thế này. Đây. Còn khoai thì chúng ta đã cắt ra rồi và chiên sơ. Và ngoài ra chúng ta đặc biệt đã nói vịt nấu chao thì chúng ta phải có chao. Thì trong đây mình sẽ có là 6 miếng chao đỏ và 4 miếng chao trắng. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ phải ướp vịt. Chúng ta ướp vịt ha mấy bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ ướp vịt vào trong cái này. Đây, chúng ta cho vịt vào đây. Chúng ta cho chao vào. Rồi chúng ta sẽ cho là 6 miếng chao đỏ và 4 miếng chao trắng. Chúng ta cho vô đây. Rồi chúng ta sẽ cho vào đây là bột nêm. Nửa muỗng ăn cơm bột nêm. Một muỗng ăn cơm đường. Rồi, và đã nói tới vịt nấu chao thì chúng ta phải có sa tế. Chúng ta cho vào đây một muỗng ăn cơm sa tế. Đó mấy bạn. Rồi, một muỗng ăn cơm sa tế. Bắt đầu chúng ta dùng bao tay chúng ta bóp nhẹ đều lên cho cái vịt cho chúng ta đều. Của chúng ta đều vị ha. Thì bây giờ vịt của chúng ta đã thấm thì chúng ta sẽ bắt cái nồi lên. Rồi chúng ta lau cho nồi khô đi để cho nó đã bị nổ ha mấy bạn. Rồi chúng ta cho vào đây một muỗng ăn cơm dầu ăn, một muỗng cà phê tỏi, một muỗng cà phê hành. Rồi nó hơi đặc biệt chút xíu là chỗ này nè. Các bạn nhớ chúng ta có cái phần khoai môn thì mình dành cho khoảng chừng 100 tới 200 gram khoai môn. Chúng ta hấp chín đi, chúng ta bỏ vào đây chúng ta xào. Chúng ta xào. Tại sao phải xào như vậy? Để khi chúng ta nấu với cái vịt này đó, thì khoai này nó sẽ bể bung ra, làm cho có nước của chúng ta sánh sệt thôi mấy bạn. Rồi bây giờ khoai thơm lên rồi, chúng ta cho vịt vào chúng ta xào luôn. Rồi ta đảo cho cái khoai nó bể ra và cái vịt bắt đầu sánh chắc lại ha mấy bạn. Khi vịt bắt đầu săn thịt lại rồi thì chúng ta mới cho nước. À, nếu như chúng ta có nước dừa tươi thì chúng ta cho nước dừa tươi. Nếu không có thì mấy bạn có thể cho vào nước lạnh bình thường không sao hết nha mấy bạn. Mùi rất là thơm. Rồi chúng ta xeo nước. Chúng ta chỉ cho sắp sắp thôi nha, không cho quá nhiều. Rồi chúng ta chỉ cho sắp sắp vậy thôi. Rồi chúng ta để vịt hầm cho vịt mềm. Rồi bây giờ sau khi á, cái vịt của chúng ta đã mềm rồi, hơi mềm một chút, thì bắt đầu chúng ta sẽ nêm lại một lần nữa. Và chúng ta sẽ cho vô đây là một muỗng ăn cơm sa tế. Rồi cái phần khoai môn đã chiên ha mấy bạn ha. Rồi đặc biệt là chúng ta sẽ cho vô đây nước cốt dừa. Nếu như ai thích ăn béo thì cho, còn ai không thích ăn béo không cho không sao. Cho một, chúng ta cho 1, 2, 3, 4. Chúng ta sẽ có 5 muỗng ăn cơm tất cả ha mấy bạn. Rồi chúng ta sẽ đảo đều. Và chúng ta nấu đến khi mà cái sau khi cho vô, đến khi cái khoai môn này hơi vừa mềm tới là cái nước này nó sẽ sánh lại, là chúng ta đã xong cái phần vịt nấu chao của chúng ta ha mấy bạn. Chú ý là nãy giờ mấy bạn để ý là mình không có nêm nước mắm, không nêm muối, chỉ nêm đường trong đây, vì chao của chúng ta đã mặn nha mấy bạn. Mấy bạn đừng nêm gia vị nữa, nó sẽ làm mặn món ăn của chúng ta nhé. Rồi vịt nấu chao của chúng ta đã xong hết mấy bạn.
Bây giờ cái nước sốt thì thật là sánh, thơm. Và chúng ta đã cho ra món này. Thì món này chúng ta có thể là ăn kèm với bún, rau, hoặc là ăn với cơm, tùy mỗi gia đình ha mấy bạn. Ít người đã làm món này tại vì họ sẽ cảm giác là nó sẽ rất là ăn sẽ rất là không được ngon, hoặc là sẽ không là khó ăn. Thì bây giờ mấy bạn hãy thử với cái cách làm của mình nha. Thì chúc các bạn và gia đình có một món ăn cuối tuần thật là ngon với món vịt nấu chao.